Vâng, xin chào toàn thể anh em audio và trước mắt quý vị các bạn, ngày hôm nay thì tiếp tục em bán hộ một bác thợ bắt khách một chiếc âm ly Sansui AU707. Chiếc âm ly Sansui 707 này thì các bác cũng đều đã biết rồi, nó là một trong số những con trâu đất. Đấy, nó to, nó nặng và không những thế nó còn khỏe nữa. Tiếng của bọn này thì cũng rất uy lực. 707 cơ mà. Với phiên bản 707 thì nó thiết kế với hai loại cầu điện, cầu loa, một loại cầu loa như thế này và một loại cầu loa xoáy. Thế nên anh em cũng đừng có mà ngạc nhiên về vấn đề đó. Với công suất là 230W, sử dụng dòng điện 100V. Anh em lưu ý nhá, cái dây nguồn này của nó này, nó bị một chút chuột cắn thì em quấn vào đây, không ảnh hưởng gì đến luôn nhá. Và cái đầu dây nguồn của nó này thì bác ấy đã thay bằng một cái dây rắc như này. Vẫn sử dụng dòng điện 100V bình thường. Số seri của máy này 00199. Hàng bờ nên anh em cũng đừng có quá đòi hỏi. Cái nút gạt này này là nút gạt power rè. Chúng ta sẽ gạt sang bên này thì nó sẽ chạy hoạt động của máy, còn nếu gạt sang đây thì nó chỉ là power rè thôi. Tín hiệu đang sử dụng là cổng tuner hoặc cổng Aurex. Các bác cũng biết rồi, bình thường cái con 707 này mức giá của nó đang đạt ở trong cái khung khoảng chừng tầm 4,8 triệu đến 5 triệu. 4,8 triệu đến 5 triệu anh em nhé. Đấy, còn ngày hôm nay em bán hộ cho bác chủ với một cái mức giá thì anh em khẳng định với anh em là giá bán sắt vụn luôn. Nó sử dụng hai cái nguồn, mỗi nguồn đánh cho một kênh riêng biệt. Đấy, máy thì em không thể nào dùng cái từ bao zin được nhá, không thể nào dùng bao zin được mà chỉ biết nó đang sử dụng xò sắt và hoạt động hoàn hảo bình thường. Những cái vấn đề chính như nguồn này, tụ này. Đấy, đây em bật suất cho anh em xem, suất sắt này. Đấy, bên này nữa này. Đấy, suất sắt nhá, em quay rõ cho anh em rồi nhá. Nguồn Sansui xịn. Máy này nặng hơn 20 cân cơ. Và bây giờ chúng ta cùng nghe một đoạn nhạc test. Em đang test cùng với cặp loa Bow 501CD4. Để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi. Núi đồi lòng lòng chiều mới. Lao lướt này. Chọn đánh hai cầu A và B cộng chuẩn. Nắp của nó đây nhá, đã sơn lại nha anh em nhá. Và cũng nó bởi vì nó han nên nó sơn lại nó chỉ được đến tầm này thôi. Đó. Em chỉ có thể cho thợ vệ sinh được đến tầm này thôi, anh em thông cảm. Nắp vẫn là nắp zin của nó. Và bởi vì em bán hộ cho khách nên em đọc luôn. À đây, chỉnh bát tép trước này, chép này, ban này. Anh em để ý là dòng riêng cái dòng nào em không biết, nhưng mà riêng dòng Sansui thì cái giải bát của nó, âm ly Sansui cái giải những cái dòng này này, cái dòng bát của nó sẽ mạnh hơn và tép của nó yếu hơn những con âm ly khác. Ví dụ như Pioneer thì tép của nó sẽ rất sáng, nhưng mà dòng Sansui thì tép của nó không thể sáng được bằng Pioneer được, nhưng mà tiếng trầm của nó thì cực kỳ uy lực. Thế chúng ta mới có thể gọi nó bằng con định nghĩa bằng một cái từ, đấy là con trâu sắt. Vâng, và với cái mức giá đó, bán hộ ông chủ thì là ở bán hộ ông khách ở đây thì cho em xin phép được báo giá tới anh em, đó là với mức giá là con này là với mức giá tròn trịa là 2 triệu theo yêu cầu mong muốn của bác chủ. Đấy. Và cái này là em bán hộ nhá, sẽ bao test cho anh em trong vòng 1 tuần. Còn nếu anh em mà muốn bảo hành con này trong vòng 3 tháng thì em sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Thì em cộng thêm cho em 300.000 nữa thì em sẽ
có trách nhiệm cho anh em, bảo hành cho anh em trong vòng 3 tháng về hoạt động máy. Chứ còn em không bảo hành cho anh em là máy zin được, em đã nói rồi. Với cái mức giá của nó chưa bằng một nửa so với một con máy bãi. Với 2 triệu thì chúng ta chỉ mua được con âm ly tàu thôi, không mua được âm ly nhật đâu. Mà con này nó nặng 20, em nhớ không nhầm nó nặng 22 hay 23 cân gì đó. Chúng ta có thể bán đồng nát sắt vụn cũng ra ối tiền rồi nhá. Cái con này thì đánh những cặp loa bát 30 đều ok. Rồi, Phạm Thức Audio cảm ơn anh em, quý vị các bạn đã xem và lắng nghe kênh của bên em. Thank you anh em đã xem và ủng hộ.